rồi tình yêu một ngày kia chợt như ánh sáng siêu kỳ thắp lên lại niềm vui trong tôi thắp ước mơ. Anh, chị Liêm sẽ không muốn nhìn thấy anh suy sụp vì chuyện của chị ấy đâu. Anh không sao đâu, nhưng mà anh không chịu nổi khi mà anh nghĩ tới những gì mà chị hai đã chịu đựng. Em nghĩ chị Liêm đã làm đúng. Nếu sẽ chia nỗi đau của mình cho người khác, quá ra quá ích kỷ. Anh không biết được chị ấy đau và hiểu được chị ấy yêu thương anh nhiều như thế nào. Đối với chị ấy, vậy là đủ. Em thực sự nghĩ như vậy sao? Anh chỉ buồn vì cảm giác sắp mất thêm một người thân lại ù về. Ba mẹ rồi, anh có thể tự gạt mình là họ đã tới một nơi khác ở. Nhưng bây giờ nhìn chị Trinh quanh đang ở trong tù mà anh không giúp gì cho chị ấy được. Em cũng không muốn anh tự trách mình như vậy. Chị Liêm đã làm mọi việc mà chị ấy cho là đúng, và anh bây giờ cũng vậy. Hãy là người em trai luôn ở bên cạnh và chia sẻ với chị ấy. Anh Bình, anh hãy mạnh mẽ lên. Cảm ơn em, lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Đã từ lâu em đã coi những buồn vui và suy nghĩ của anh như chính bản thân mình. Em có thể cảm nhận được cả niềm vui, nỗi buồn và những nỗi đau mà anh đã chịu đựng. Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Mật Mã Hoa Hồng Vàng 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVNI tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNI trên Google Play hoặc App Store.